Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Và hôm nay Bin sẽ làm một cái vlog cùng đi quay với Heaven Dance Team cho mọi người xem, để mọi người có thể biết được quá trình quay của Bin và nhóm như thế nào. Thì đầu tiên là Bin sẽ mới tắm xong và bây giờ sẽ make up. Đây là cái tủ make up nhỏ xinh xinh, có một số đồ cần thiết thôi. Đây là gương mặt mộng của mình. Corona tới. Đầu tiên là mình sẽ đánh kem lót Maybelline, xài cẩn thận rồi. Sau đó là sẽ dùng cái kem nền. Do là Bin cũng mới đi dạy về cho nên là không có thời gian để cẩn thận. Nó sẽ cố gắng làm nhanh gọn lại rồi đi lên trận, có thời gian đi thì dặn lại đi. Bắt đầu tới cái bước quan trọng nhất chính là đánh mắt. Đây là cái cọ đánh mắt xương xương của tôi. Rồi đầu tiên nó sẽ được một cái màu phủ lên. Rồi, sau khi làm xương xương thì mắt tôi đã có một màu hồng giống con người rồi. Nãy là nó trắng xác trắng xương. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ nhấn một cái màu hồng nó đậm hơn một chút. Rồi, tôi lắp đi rồi, hai con trễ giờ. Rồi, mọi người thấy mắt mình giống mà cà rồng chưa? Đây là một con sếp chiến binh mạnh mẽ cho nên là do or die. Do or die. Mà đánh mà cà rồng chưa? Mà cà rồng là ý là kiểu tay đi giết người đó. Không mà. Rồi, sau khi mình đã đánh mắt xong, nhưng mà chưa xong, thì bây giờ mình sẽ dùng một cái cây cọ nhỏ hơn một chút để đánh cái đuôi mắt bằng một màu đậm hơn. Sắp tới là chúng tôi sẽ chết đói nha cả nhà. Là mà không quay, đi quay clip là không có kinh phí mà còn nghĩ dại nghĩ đồ. Ủa lát nữa có đi chơi nữa kiểu này là chết thật rồi mọi người ơi. Đã nghèo không có tiền nữa còn tối nào cũng đi cà phê. Một ly 60 ngàn chứ không có ít đâu mọi người. Sau khi xong, chúng ta sẽ tiếp tục lấy cây cọ cũ đánh kim tuyết, kim ơ rồi. Wow. Man. Cả nhà có thấy bling không? Bây giờ chúng ta chỉ cần chậm. Wow, make up Alyssa thành Trung Hà. Kêu bị đứng hình. À, cô quên đứng hình lúc 10 giây. Kiểu tưởng đi coi mà bị lắc hết được hả? À. Bởi vì cái phần này nó quá là lâu và dài cho nên là Bin sẽ tắt và Bin sẽ làm lẹ rồi đi. Chúng ta thiết nghĩ là trễ giờ. Hello cả nhà. Bây giờ là Bin đã tới nơi rồi và đây là bộ trang phục mà Bin sẽ quay video cùng với tất cả các bạn trong Heaven Dance Team. Tao sẽ cho mày lên vlog. Cái mũi giả trân à. Anh em ơi, chúng tôi đã xong cái
sự sống là cái chết nha mọi người. Em làm đầu chém thôi chứ là đầu chết. Cùng cũng quay xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ về nhà thôi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.